Cảnh xin chào tất cả cô chú bác anh chị mình nha. Hôm nay Cảnh sẽ tiếp tục chia sẻ đến cho cô chú bác anh chị mình một cách để làm đậu hũ chiên xù cực kỳ giòn béo. Phần trong nó rất là béo, phần ngoài nó giòn cực kỳ giòn luôn nha. Đây. Thì cái phần ngoài này nó rất là giòn, còn ở trong á nguyên miếng đậu hũ trắng ở trong vẫn còn rất là béo. Đây, và mình ăn cho chấm với nước tương ớt hay nước chấm gì cũng rất là ngon nha. Mình này mình ăn chay cũng được và mình ăn mặn cũng được, đều được hết nha. Cực kỳ thơm ngon luôn. Còn làm cách nào thì Cảnh mời cả nhà mình theo Cảnh để mình biết xem chi tiết để mình làm nha. Nè, cả nhà mình xem. Đó, rất là giòn luôn nè. Đó. Rồi trước tiên á thì chuẩn bị cho Cảnh 6 miếng đậu hũ như thế này. Thì mình sử dụng tiếp theo. Mình sử dụng là một bịch bột chiên giòn và một bịch bột chiên xù nha cả nhà. Đó. Thì đây là hai loại mình cần thiết cho khi mình đã chế biến một cái món đậu hũ chiên xù như thế này. Thì phần đậu hũ này thì mình sẽ cắt ra làm tư, thì tùy theo ý thích của chú bác anh chị mình. Mình cắt theo cái khẩu vừa miếng ăn của mình nha. Đây. Đó, thì mình sẽ cắt ra một cái miếng nhu nhỏ nhỏ như thế này. Đây, mình chiên cho nó dễ và khi mình ăn cũng vừa cái miếng ăn của mình nữa nha. Thì cái phần bột, phần đậu hũ này Cảnh sẽ cho qua một bên. Thì mình chuẩn bị cho Cảnh tiếp theo hai cái tô lớn. Một cái tô á, thì mình sẽ để một cái bịch bột chiên giòn và một cái tô á, mình sẽ sử dụng bằng bột chiên xù. Mình sử dụng bịch chiên xù này Cảnh sẽ cho ra đây một bịch luôn. Còn bột chiên giòn mình cho đây cũng một bịch luôn. Rồi tiếp theo mình sẽ pha nước vô nha. Thì mình pha nước cho nó kẹo kẹo nha cả nhà, đừng có pha lỏng quá nha. Mình pha một ít vô, mình phấy lên, cảm thấy mà chừng nào đủ cái độ kẹo là mình ngưng, đừng có pha nhiều, chế nhiều quá sẽ nó bị lỏng, mà mình cũng không có pha kẹo quá nha. Rồi mình pha như thế này được nè cả nhà. Đây, thì mình cảm thấy mình dở lên mà bột nó kéo sợi xuống như thế này nè, đó là được nha. Mình đừng có lỏng quá mà đừng có đặc quá nha. Nhớ mình khi pha mình sẽ quậy cho nó pha đều lên hết nha. Rồi tiếp theo Cảnh sử dụng một quả trứng gà nữa nha. Mình lấy cái lòng đỏ nha. Thì nếu mà cô chú bác anh chị nào mình ăn chay thì mình không cần phải để trứng gà vô nha. Mình chỉ chiên như vậy thôi. Còn nếu mà mình chiên cho ăn cho ngon thì mình để thêm một quả trứng gà vô nữa. Mình lấy cái lòng đỏ. Nhớ nha, thì ai ăn chay thì mình không để cái lòng trứng đỏ vô nha. Mình chỉ pha như vậy thôi. Rồi, phần này Cảnh cho vô đây. Rồi sau khi á mình sẽ nhúng cái phần bột này vô cái phần đậu hũ như thế này. Đó, mình thấm đều ra như thế này. Mình làm nhẹ tay thôi cả nhà, thì để nó dễ bị bể lắm nha. Đó, và mình sẽ cho vô cái phần bột chiên xù. Rồi mình sẽ lăn cho cái phần bột chiên xù này. Nó sẽ thấm đều lên cái phần đậu hũ của mình nha. Đây, mình thấm đều như thế này là được nè. Đó. Rồi mình sẽ cho ra một cái dĩa nha. Đó, nó chiên là như thế này. Rồi mình sẽ cho lên chảo mình chiên nha. Thì sau khi á cái phần đậu hũ Cảnh cũng đã xong như thế này. Đây. Thì mình sẽ chuẩn bị cho một chảo dầu như thế này, mình để đun cho thiệt là nóng lên nha. Và mình hãy cho phần đậu hũ mình vô nha. Thì cái đậu hũ thì cô chú anh chị mình xem đó. Mình áo vào một bớp bột chiên giòn như thế này. Mình cũng coi dầu mình có đủ nóng chưa thì mình cho đậu đũa vô.
thì đôi đũa nó sôi lên như vậy là được nha cô chú anh chị. Đây đó, sôi lên như vậy là ok. Tiếp theo thì mình sẽ cho vào cái phần đậu hũ mình cho vô nha. Cái này đậu hũ mình nhớ mình chở đều tay nha cả nhà, để thôi nó dễ bị cháy lắm nha. Mình thấy độ vừa vàng là mình gấp ra nha. Khi mình á cho phần dầu này vô, mình sử dụng lửa lớn cho cảnh nha, để cho nó chín nhanh chín nha. Và thứ hai nữa, mình nhanh chín cái bề ngoài, dầu nó không hút vô cái được cái phần trong, nên mình ăn nó đỡ bị ngán bị nghẽ nha. Rồi sau khi vàng như thế này thì cảnh sẽ vớt ra hết ra nha. Đây vàng toàn luôn rồi. Đây một cách để mình làm đậu hũ chiên xù cực kỳ đơn giản và nó giòn lắm luôn cả nhà. Đây cảnh lấy một đũa cho cả nhà mình xem nha. Nè đó, rất là giòn luôn nha. Nè đó, tuy rằng ở ngoài này nó giòn và ở trong á nó rất là mềm nha, cái phần đậu hũ trong nó rất là béo luôn. Thì bây giờ cảnh sẽ xé ra cho cả nhà mình xem nha, và cảnh ăn thử cho cả nhà mình xem cái độ giòn nó như thế nào nha. Nè đó, nghe rất là giòn luôn nha. Đây cảnh sợ thử cho cô chú bác anh chị mình xem nha. Đây nó rất là giòn luôn nha. Đây cảnh xé cái phần trong ra nè. Phần trong á thì một miếng đậu hũ rất là trắng trong nằm trong đây, và nó rất là béo nha. Còn cái phần ngoài á mình ăn nó rất là giòn đó. Mình làm cách này cực kỳ đơn giản luôn và mình nhanh gọn lẹ nữa. Thì cái này mình chấm cùng với tương ớt hay nước chấm gì cũng được nha. Đây để cảnh ăn thử nha, cảnh mời cả nhà mình nha. Ở ngoài thì nó rất là giòn luôn cả nhà. Ở trong thì phần đậu hũ trong nó mềm và nó béo cực kỳ ngon luôn nha. Thì khi mình mấy ngày mà mình ăn chay á, mình ăn lạc rồi á, thì có thể mình chiên một món đậu hũ này lên ăn cực ngon luôn nha. Cách làm này nó rất là đơn giản luôn. Thì lúc nãy cảnh cũng có để một cái quả trứng vô, còn nếu mà ai ăn chay á thì mình không cần phải để cái một quả trứng vô nha. Mình đi chiên như vậy thôi, không cần để trứng. Còn nếu mà mình không ăn chay á thì mình muốn đổi cái khẩu vị á thì mình để một cái quả trứng vô ăn cho nó tăng cái vị ngon và vị béo lên nha. Đó thì một cái cách để làm đậu hũ chiên xù cực kỳ đơn giản và nhanh gọn lẹ. Thì cô chú bác anh chị mình có xem kênh Cảnh á, có thấy hữu ích và mến kênh Cảnh, cho Cảnh xin một like và một lượt đăng ký nha. Nhớ bật chuông để nhận video kế tiếp Cảnh nha. Thôi Cảnh chào tất cả cô chú bác anh chị mình nha, hẹn gặp lại video sau nha.